Tháng 3 năm 1989, Tim Berners-Lee giới thiệu đến thế giới giao thức World Wide Web. Đến tháng 3 năm 2013 vừa tròn 25 năm, phát minh này đã làm thay đổi cách mà cả thế giới liên hệ với nhau. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những cột mốc lịch sử của World Wide Web cùng với tác giả Tim Berners-Lee. Xin nói ngay, chúng ta đừng nhầm lẫn khái niệm World Wide Web với Internet. Internet là một mạng lưới kết nối các máy tính trên toàn thế giới, còn World Wide Web là cách người sử dụng chia sẻ với nhau trên Internet. Năm 1989, kỹ sư Tim Berners-Lee đã làm việc tại phòng thí nghiệm CERN tại Geneva, Thụy Sĩ. Vào năm 1989, Internet đã tồn tại và chúng ta có thể gửi email được rồi. Nhưng lưu ý là lúc đó chưa có website và tất nhiên là cũng chưa có giao thức HTTP hay là ngôn ngữ HTML. Chúng ta cũng không có những khái niệm như clip và các links chẳng hạn. Khi đó, người ta kết nối Internet và trao đổi thông tin rất cầu kỳ qua các hệ thống phức tạp. Nói chung là hoàn toàn khác với cách chúng ta giao tiếp như bây giờ. Tôi đã nghĩ đến việc tại sao lại không có một hệ thống mà người sử dụng chỉ cần click vào để đi từ cái này sang cái khác và thế là tôi bắt tay vào công việc. Cách đây 25 năm, kỹ sư Tim Berners-Lee đã mô tả ý tưởng của mình bằng một thiết kế vô cùng phức tạp, có những mũi tên, những cái hộp, vòng tròn và cả bong bóng. Miệt mài trong 3 năm Năm 1992, Tim Berners-Lee đã viết những dòng mã đầu tiên và website đầu tiên ra đời, khái niệm World Wide Web xuất hiện. Suốt 25 năm qua, hàng tỷ người trên thế giới đã chia sẻ thông tin, hình ảnh và cập nhật trạng thái trên Facebook đều qua trang web. World Wide Web đã kết nối mọi người trên thế giới lại với nhau, đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức toàn cầu như nguồn mở, an ninh mạng và vấn đề bảo vệ quyền riêng tư. Chúng ta phải nghĩ đến 25 năm nữa và đảm bảo rằng chúng ta đã thiết lập được những nguyên tắc giao tiếp trên web, những nguyên tắc bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư khi chia sẻ thông tin. Chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng đã làm tăng sức mạnh cho nhân loại. Twitter và Facebook đã cho thấy điều đó. Khoảng cách sức mạnh truyền thông giữa những người dùng Internet và không dùng Internet đã khá lớn. Làm sao để tiếng nói của một cá nhân được cộng đồng lắng nghe nếu không thông qua Internet? Tim Berners-Lee nói, Ông muốn lễ kỷ niệm 25 năm của World Wide Web như là cơ hội để cho mọi người suy nghĩ về tương lai của giao thức này. Ông muốn web luôn luôn là một dự án của toàn cầu chứ không riêng của một tổ chức hay doanh nghiệp nào. Tôi rất tự hào về tinh thần hợp tác và phát triển web suốt 25 năm qua. Không chỉ có một mình tôi làm, tôi chỉ là người đưa ra ý tưởng. Mọi người đã góp công góp của để phát triển web đẹp đẽ như thế đến ngày hôm nay. Ông ước rằng mọi người ai cũng truy cập được web Tim Berners-Lee đã thành lập một quỹ World Wide Web để hỗ trợ cho những khu vực chưa có web. Theo ước tính của World Wide Web Foundation, hiện chỉ có 2 phần 5 tổng số người trên thế giới truy cập được web.